lại với channel của mình. Này, giới thiệu cho anh em một bộ khá là mới đây. Bộ này thể loại rất là hay nha. Bộ này nói về dị giới, là nói về thằng men xuyên không tới một cái dị giới làm yêu cây. Bộ này có tựa đề là Tại dị giới ta biến thành yêu cây. Anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình nhé, và giúp anh đề vài lượt quảng cáo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và truyền luôn. Cái tên biến thái ta cắt chết người. Hay thôi cho ta đi mà. Tôi tên là Tào Nguyên, chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng lại tình cờ xuyên không tới một trò chơi, còn bị người ta truy sát nữa chứ. Lùi về dòng thời gian trước một tiếng nha, tôi đã xuyên không thành một cái cọng cỏ. Hay là tiên linh thảo bạc lấy nó, đừng có chạy đừng có cháy. Hay rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trốn ở chỗ này chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ? Ai không được không được, mình phải nghĩ cách xuyên không trở lại. Nhưng mà cái dáng vẻ quái vĩ này làm sao con mắt muối mà gặp người khác đi. Kia là tài thú, cô ta là lang tộc. Tại sao bản đồ tân thủ lại xuất hiện lang tộc chứ? Chỉ nói tân thủ thôi. Ai đây? Ai đang ở đó? Là kẻ nào mà lại có thể đột phá cái giới của mình nhỉ? Mùi hương này thơm quá, công cỏ này cũng biết phát sáng nữa. Rốt cuộc là thứ gì? Chết rồi, mình bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Chết chà, trường quá. À, thế là trường mà chạy cũng xe quá ha. Vô tình, giống y như là nụ hôn với con ếch vậy. Hoàng tử cỏ, mình biến lại rồi. Đi đi lại, mình vừa hôn hắn ta. Nghĩ kỹ lại thì em gái này trông cũng xinh phết đó chứ. Tên tên biến thái tránh xa ta ra. Đi đã, được cái cầu lớn như vậy chứ, nó bị cái đám người kia nghe thấy đuổi tới tận đây thì tám rồi. Đầu quá má ơi, cái cô này buồn tay ta ra. Tiếng đó truyền từ phía bên kia, chúng ta mau đuổi theo. Lần này tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát. Chết tiệt, bị phát hiện ra rồi sao? Phải mau chạy mới được. Tên biến thái, ngươi còn muốn chạy ư? Người đứng lại cho ta. Tên biến thái kia đừng có chạy. Ê, ta thực sự không phải tên biến thái mà. Ta còn không biết ở đây là chỗ nào nữa kìa. Cục đường rồi. Nguy hiểm quá, chỉ chút nữa là rơi xuống luôn rồi. Cái điều nó đã là trò chơi, chắc là mình rơi xuống sẽ không chết đâu nhỉ. Người cứ nhảy xuống thử xem là biết ngay mà, có phải không? Hả? Đột nhiên xuất hiện. Ôi! Ê, ta không nhảy đâu. Ngài đại nhân đại lượng ta cho ta một bán đi mà. Xem ta có xử lý người hay không. Hại, ai ta không cẩn thận không phải người. Đó là nụ hôn đầu của người ta mà. Hế? Cô vừa nói gì ấy nhảy? Người, cái tên nhà ngươi. À, anh bạn trẻ làm phiền một chút. Hả? Muốn hẹn với ta thì phải xếp hàng đi. Biên đi cái lão già chết tiệt, chỗ ta còn chưa xong chuyện đây. Thế là cái tranh cãi bàn luận. Ăn ngon lan các hạ. Tại hạ là đệ tử phái Phục Linh Sơn, đang tìm kiếm một bảo vật bị mất tích ở trong môn phái ta. Ta muốn hỏi anh bạn trẻ kia mấy lời. Đã biết ta là ngọc tộc Ngân Lan rồi, có bảo vật còn không mau tiến cống. Đây là lời thoại của nữ tổng tài bá đạo đi mà. Chuyện này bảo vật của phái ta đã bị đánh cắp, ta chỉ phụng mệnh điều tra mà thôi. Ta không quan tâm đến chuyện đó, nó đã lọt vào địa bàn của ta thì chính là đồ của ta. Tộc Ngân Lan này thực sự là khó chơi.
Mà trên người của tên kia lại có mùi của tiền linh thảo, nhất định là hắn biết tung tích của tiền linh thảo. Hy vọng là hắn sẽ không đưa cho cái loại yêu thú cấp cao như tộc Ngân Lan. Nếu Ngân Lan cái hạ đã càng càng như thế, thì chúng ta định phải hiện lần sau rồi. Hay ta nhớ kỹ mùi của ngươi rồi, còn dám vào địa bàn của ta nữa chứ? Ta chỉ cắn chết người. À thì Ngân Lan đại nhân à, chúng ta cũng gặp lại sau nhé. Đi đã. Úi, hết cách rồi, xem ra chỉ có con nước dùng tuyệt chiêu thôi. Hay Lady, tại hạ còn vài chuyện gấp cần phải làm, chúng ta hẹn lần sau có duyên gặp lại nhé. Hay anh tưởng người là ai chứ? Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Hay cái tên biến thái nhà người, chờ làm lương thực dự trữ của ta đi. Úi chà, áp giải hắn về bộ lạc. Rõ, thưa công chúa Điện Hạ. Thành thật chút đi, nếu không ta sẽ không khách sáo với người nơi đâu. Hay Ngân Lan đại nhân công chúa à, ngài cần gì phải chấp nhận với một tên phàm nhân như ta chứ? Mất nhiều lời, đi mau. Hay tôi rồi, bị ăn thịt thật rồi. Sao mình lại xui xẻo như thế chứ? Vừa rời bãi cỏ lại vào ổ sói. Hay mình đã phải làm gì đây? Chuyện còn chưa đến tập 3 mà đã phải lánh cơm hộp rồi sao? Ừ. Chết tiệt. Không ngờ đuổi theo tiên linh thảo mà tới tận địa bàn của Ngân Lan. Cái tên nắm giữ manh mối của tiên linh thảo còn bị tộc Ngân Lan bắt giữ nữa chứ. Ở ban chủ đại nhân bớt giận. Cái đám yêu thú tộc Ngân Lan kia không giỏi luyện đan, nhưng người kia chưa chắc đã chịu chấp tay nhường ra. Chỉ sợ là tộc Ngân Lan có được tiên linh thảo thì sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, địa giới châu sẽ không có chỗ dung thân cho loài người nữa rồi. Nhân lúc hiện tại chúng chưa còn cơ hội kiềm chế bản thân. Đáng ghét, mình còn tưởng sẽ không bị biến dị thành con cò nữa chứ. Nhân lúc không có người sói thì một chuồng thôi. Rốt cuộc cái tên kia có lai lịch gì vậy mà lại có thể đột phá kết giới của mình? Con có mùi cỏ kỳ lạ này chứ, ngửi có vẻ cũng không ngon lắm. Nhưng quan sát hắn một ngày trời cũng không thấy cái chỗ nào đặc biệt cả. Quả nhiên nên ăn sự đi chết rồi. À đúng rồi, lúc mới gặp thì trạng thái của hắn không phải là loài người bình thường mà là một cọng cỏ. Ấy, cô ta đang nói mình sao? Không được, mình phải đi nghe xem mới được. Chết tiệt, xa quá không nghe thấy gì hết. Đây mà gọi là cọng cỏ à? Đây là cái củ cải trắng. Nhắc lại mới nhớ, bị cô ta hồn xong mới biến thành hình người. Liệu hồn thêm cái nữa có thể biến lại được không nhỉ? Ừ? Là kế nào? Cút ra đây cho ta. Ôi, 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 ôi. Cái thứ gì thế này? Má ơi, tôi không biết bơi đâu. Ây da, mềm mềm, nóng nóng, ấm áp quá. Mình đến thiên đường rồi hay sao? Quả nhiên là người, cái tên yêu cây nhà người. À không 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 không, ta thực sự không cố ý nhìn trộm cô tắm đâu. Ai tiền chứ, nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng, nấp phòng của ta cùng giáo viện. À ta biến về rồi, chẳng lẽ chỉ cần chạm vào công chúa sẽ biến lại được ư? Thế có nghĩa là mình không thể chạy được ư? Hay, tên nhà người đang nói linh tinh cái gì đây? Công chúa đại nhân, ngài không sao chứ? Thần vừa nghe thấy động tĩnh rất là lớn. Tập 2, ta không sao, ngươi lui xuống đi. Ui chà, nhưng vừa rồi rõ ràng thần đã nghe thấy. Ta đã nói là không có gì là không có. Ây, ta không biết bơi. Ây, cô bấy, cô bấy. Người không nghe mệnh lệnh của ta nữa rồi phải không?
Tôi hòa công giám, thần xin cáo từ. Được rồi, ngươi có thể ra rồi. Ê? Này này, không phải là ngươi đã chết rồi đó chứ? Này này này, ngươi đừng có giả chết nữa. Thì tỉnh lại đi, chiêu này vô ích với tà thùy, nghe thấy không á? Hay đáng ghét, lo ra ngoài thôi. Hay hiện giờ con chưa thể để hắn chết được, đành phải hấp hu. Hế? Chuyện gì vậy? Ây da, cái tình huống này đúng là chưa được cái gì hết. Ây da, mình còn chưa chết à? Hế? Ta đang định hô hấp cho ngươi mà. Ây, tốt quá rồi, mình còn sống. Thế à, thế giờ ta tiễn ngươi xuống địa ngục có được không? Hay công chúa đại nhân, tấm trướng có chuyện gấp 10 ngày sang đó một chuyến. Ta đúng lúc lắm. Chứ biết chừng lão già đó lại biết lai lịch của cái tên này. Trường lão đại nhân, về chuyện liên hôn giữa lệnh viên và tộc giả khuyến ta, hôm nay ta nhất định là phải có được câu trả lời của ngài. Đẹp trai lắm. Ngài đã hứa gả nữ nhi cho hù tộc hù làng ta, chẳng lẽ còn muốn nuốt lời ư? Liên hôn là chuyện quan trọng nhất đối với tộc gia hữu ta, mong rằng trưởng lão đại nhân hãy suy xét lại cho kỹ. Ai da da, chuyện này khó xử rồi đây. Nhớ lại cái ngày xưa ta cùng cái con chó đó uống rượu. Ai say rượu rồi hứa gả nữ nhi cho ba tộc trưởng liền. Chuyện này phải làm sao bây giờ ta? Hả? Liên hôn? Dạ, Tiểu Nghi Nghi à, con định đúng lúc lắm, con hãy nghe cha giải thích. Lão già cha giải thích rõ ràng cho con. Nữ nhi à, con nghe cha nói tộc Ngân Hạ Lan thì đã hứa là không thể nuốt lời. Chuyện này liền dành đến danh dự của tộc đó. Mình không muốn gả cho cái đám dưa vẹo táo nứt này đâu. Mình phải nghĩ cách gì đó mới được. Có rồi. Trúng đạn rồi cưng. Các vị thiếu chủ, hiếm khi đại gia hoàng lâm, tâm ý của các vị tiểu nữ thấu hiểu vô cùng. Chỉ là tiểu nữ đã có ý trung nhân từ lâu rồi. Hôm nay ta bị cự long đánh lén trong khu rừng, vì một vị thiếu hiệp đã đánh bại nó rồi cứu ta khỏi cánh nghi nan. Giờ thì quy tắc của tộc Ngân Lạng, ta phải lấy thần báo đáp ân nhân cứu mạng của mình. Cái gì cự long? Chuyện này không thể nào, rốt cuộc là đứa nào? Hôm nay ta dẫn vị dũng sĩ đó vào trong điện nè. Ta đang muốn thương lượng với phụ thân chuyện này đây. Hả? Này, cô đang nói cái quái gì thế hả? Im mồm, phối hợp với hành động của ta, nếu không đừng có trách ta lấy cái mạng nhỏ của người. Tiểu huynh đệ, những điều nữ nhi này của ta vừa nói có phải là thật không? Đương nhiên rồi, không chỉ là cự lòng thôi sao, vậy ba chiêu là giải quyết được ngay mà. Ta không công nhận một tình loài người không thể nào chiến thắng được cự lông được. Tiểu thư ngài nhất định là không thể bị hắn lừa gạt. Nếu quy tắc hai bên đều không thể vi phạm được, vậy thì ta có một suy nghĩ tuyệt diệu ở đây. Ông cha này định làm giống y như là Sơn Tinh Thủy Tinh đây mà. Ta quyết định tổ chức đại hội đấu võ cầu thần, người nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ được cưới nữ nhi của ta. Cái gì? Tại sao lại phát triển đến mức này? Lần này chết chắc rồi. Ta tham gia. Nếu đó là đại hội đấu võ cầu thần, vậy các vị không còn gì nghĩ nữa gì rồi đã chứ? Ta có gì nghĩ? Cửu Tinh tới rồi. Kẻ anh Xuân chối lối này là muốn chối mắt mù mắt chó của mình hay sao? Phát hiện vài chính của vô cường này, khởi động hệ thống cướp độc vận mày đang kết nối với ký chủ. Anh em thấy phát hiện ra cái gì chưa? Là một cái hệ thống bỗng nhiên xuất hiện. Ây, vài chính rốt cuộc tên này lại. Ta còn tưởng lại chứ, lâm bộ lâm tịch như vậy thì rất là cái tên vô dụng làng viêm nhà người. Nếu ngươi tưởng rằng
ta vẫn là làng viêm 3 năm trước. Thì ngươi đã làm to rồi. À, ây da da da. Kiềm phát lan hào, tên này đã đạt tới cảnh giới yêu tôn ngũ phẩm rồi. Bá phụ, làng viêm, ngươi tới rồi à? Hiện cháu đến đây có việc gì vậy? Sao vừa vào cửa đã ra tay đánh người vậy? Hay ra tay đánh lùi thiếu chủ tộc gia hồ? Hơn nữa, giờ hắn lại là yêu tôn ngũ phẩm. Cái tên làng viêm này tới không có ý tốt gì mà. Bá phụ đã quên rồi sao? Chuyến từ hôn 3 năm trước. Chắc là của tiêu viêm đây. 3 năm trước, ta kinh mạch đứt đoạn không thể tu liệt. Còn bá phụ là người lại ném đá xuống giếng. Từ hôn cắt ta và ngọn nguyệt làm ta rơi xuống hoàn cảnh thảm bại. Từ hôn lại là cái gì nữa đây? Tưởng mình là vai chức trong tiểu thuyết từ hôn tiêu viêm ư? Vai chính của vật làng viêm. Thiết lập nhân vật đã hoàn thành. Nhiệm vụ cướp đoạt vận mệnh đã được tuyên bố, mời ký chủ vào xem. Nhiệm vụ cướp đoạt vật mấy gì đây chứ? Xác định chủ nhiệm vụ cướp đoạt vận mây. Chủ nhiệm vụ cướp đoạt vận mây, ngăn cản làng viêm và ngân nguyệt thành hôn. Bước thứ nhất là của nhiệm vụ là ngăn cản làng viêm đưa ngân nguyệt đi. Nhiệm vụ thất bại, diệt tiêu. Cái gì tiêu diệt á? Độc ác thế, ba nốt. Đây còn là auto hát không vậy? Nhưng ta biết ngân nguyệt yêu ta. Bọn họ đều không nhìn thấy cái này sao? Chính vì tình yêu với ngọn nguyệt mà ta mới cố gắng phấn đấu trở thành yêu tôn. Hôm nay làng viêm ta tới đây chỉ có một mục đích. À, đây chính là đưa nguyệt nguyệt đi. Đừng có mà gọi nguyệt nguyệt, ta không thân thiết với người như vậy. Nguyệt nguyệt à, ta biết muội không có đắc tội phụ thần, muội nên mới nói như vậy. Giờ muội hãy đi theo ta đi. Nơi đó, ngươi có nhìn thấy cô ấy không muốn hay sao? Cái gì? Ngươi là cái tái gì mà cũng dám ngăn cản ta? Tham lâm trảo. Chờ tiệt, nói ra tay là ra tay luôn vậy. Đã kích hoạt kỹ năng nhiệm vụ, có muốn sử dụng kỹ năng nhiệm vụ không? Tử dũng. Hử? Bí kíp đồn vận, lòng trảo thú. Thiếu hài ghi chữ trước là bóp vú lòng trảo thú. À, cái động tác vừa rồi của người đúng là rất nhanh. Ngay cả ta cũng nhìn không rõ. Biết ta lợi hại rồi chứ gì. Nhưng bóp, chỉ đáng tiếc là chẳng có chút uy hiếp nào với ta cả. Nhưng mà không có sát thương đó. Tập 3. Chờ tiệt, cái tên này ra tay mạnh quá. Hả? Đây là cái gì? Một tên tiếp triệu nhiều người mà cũng dám ngắt lời của ta. Đủ rồi làng viêm. Nếu ngươi thực sự cho rằng pháp lực của mình đã là mạnh nhất, vậy thì hãy ở lại tham gia đại hội đấu võ cầu thần đi. Nguyệt Nguyệt, nếu đây là điều muội muốn, vậy thì ta sẽ đồng ý đấu võ cầu thần. Đợi đã, người không có tư cách bởi vì chúng ta còn chưa đánh xong. Không ngờ người còn dám đứng dậy cơ à. Đợi có xem thường thực lực của người chơi hàng đầu chứ. Vậy thì tiếp một chiêu thầm lần tráo của ta đi. Né được rồi. Ồ, mình đã học được lần vi ba bộ. Thuấn gì? Lời hại quá. Lê trùng hợp sao? Hắn có thể né được một cách chuẩn xác đòn tấn công của yêu tôn ngũ phẩm mưu. Đây là
Mình đã học được kỹ năng này rồi, đương nhiên là biết cự ly tấn công là bao nhiêu. Chịu một đòn thảm lăng trảo mà không chết, giá trị kỹ năng được đăng nhập vào hệ thống. Bước thứ hai, nhiệm vụ đánh bại lang viêm. Dựa vào việc đánh bại lang viêm mà trang bức tiến độ thành công. Trang bức là không. Thì ra là như vậy. Những chuyện như trang bức chẳng lẽ còn làm khó được mình ư? Tư thế này là thảm lăng trảo. Chưa vào mà mình đã bá rồi đó. Nà đi. Sao tin đố lại? Không chịu nổi một chưởng. Không thể nào. Ngươi học được thảm lăng trảo từ đâu? Quả nhiên xin không tới thế giới game online thì mình mới là vai chính. Người không có tư cách được biết. Tiến độ hoàn thành trang bức 1-2. Cái gì? Còn thêm một cái nữa, vui lòng mau chóng bắt đầu trang bức, tránh việc bị tiêu diệt trong gì lát. Mà nó, không phải ta đã làm màu xong rồi sao, sao vẫn còn một cái nữa? Hả? Cái thời cái quan trọng này, sao mình lại biến thành có nữa rồi? Nhắc nhở tiến độ trang bức 1-2, chứ hoàn thành đếm ngược 30 giây. Không hoàn thành lập tức bị tiêu diệt. Đây là cái gì vậy? Yêu cái gì? Lôi gì đây? Làm thế nào bây giờ? Đếm ngược, tiêu diệt 10, 9, 8. Tồi rồi, sắp bị lố tấy rồi. À? Này Ngân Nguyệt, mau nghĩ cách cho tao với. Hay để cái nhìn sang chỗ khác vào lúc này chứ. À, trong phòng có cái gì thế này nhỉ? Hay cho tiệc, không còn thời gian nữa rồi. Hả? Đâu rồi? Phải liều một phen. Nếu như mình không đụng xài, chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể của Ngân Nguyệt là mình có thể biến thành người rồi. Và đếm ngược bị tiêu diệt 5, 4, 3. Thời gian từng giây, từng giây. Ôi, ngươi định làm cái gì? Ây da. Ý da. Người chui vào chỗ đó. Biến hình. Nữ nhân, cô không giống cái đám người dưa vẹo ta mất kia chút nào cả. Cô đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đây là nữ nhân của ta. Các người, ai dám để ý tới nàng ấy chính là muốn chết. Hai. Ai mà ngờ được phải giả vờ thành bá đạo tổng đài nữa chứ. Nam chính kiểu này sao mà rẻ tiền quá. Trang bước thành công, hoàn thành nhiệm vụ uy bó tiêu diệt. Hay đúng là cá chết. Ngàn cân treo sợi tóc mà. Đi đã. Đấu võ cầu thần còn chưa kết thúc. Chúng ta còn chưa đồng ý đâu. Hả? Tới nhà người còn đứng được lên à? Chuyện cười. Đó là kẻ đã thắng được cự long và yêu tôn ngũ phẩm đó. Ai đấu võ cầu thần cũng còn cái tư cách. Cái tên này rõ ràng chỉ là một tên yêu cầy, nhất định là hắn đã giở trò gì đó. Hơn nữa, cái gì mà cự lòng chứ, chắc hẳn đó chỉ là một trong những lý do của Ngân Nguyệt. Hả? Ngươi đang hỏi gì ta nói dối ư? À, từ từ. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? À, chờ chờ. Hình như cũng có lý đó. Cha vừa nói cái gì cơ? Con rể à, muốn nhận được sự thừa nhận của tộc Ngân Lan ta, cậu hãy mang đi một con cự long về đây đi. What? Một con? Mang một con cự long về đây? Ngài đang nói chuyện với ta đó sao? Hay, đối với con rể mà nói thì chắc là chuyện này dễ ợt ấy mà. Sống phải thấy lòng mà chết phải thấy xác nha. Ai dở cái con khỉ. Ai bỏ đi, không còn thời gian diễn trò với mấy cái người này nữa. Lớm khớm là mất mạng gì trời. Này, người đi đâu đó? Ông này muốn đi đâu thì đi, các ngươi quán được chắc. Hả? Chú nhiệm vụ cướp đột vòng mày, bước thứ 3 nhiệm vụ.
Nhận được sự thừa nhận của tộc trưởng, tộc Ngần Lạc trở thành con rể của tộc Ngần Lạc. Có gì? Giữa tới tình hình những tội tống phán định phương hướng duy nhất là đánh bại con cừu long. Không thành công, lập tức bị tiêu diệt. Thời hạn đếm ngược là 3.000 giây. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị coi là thái độ tiêu cực. Tiến hành tiêu diệt 3.000, 2.999. Mà nó lại nữa rồi. Nhạc phụ đại nhân. Ngài học rụt hiểu nhiều, mau nói cho ta biết ở đâu có cừu lồng đi. Ta không còn nhiều thời gian lắm. Ây da, xem ra con rể rất nghiêm túc với cái chuyện cưới nghiệt nhì nhảy. Hai người thành thần có nhau cũng quá nhanh rồi đó. À, thành người thân. Ở vùng cực bắc có một con băng tuyết cừu lồng. Hàng năm đều dùng băng tuyết ôn dưỡng thân hình. Ta thấy người có thể đi tới đó. Cực bắc là phía bắc ngọn núi này sao? Bao nhiêu xa vậy? À, không xa không xa. Đi về phía bắc là tới thôi à? Hả? Đi về phía bắc? Ai tên này không chơi mình đó chứ. Nhưng nói mới nhớ, phía bắc là phía nào đây? Là phía trái ở phía tây, ở phía đông của mặt trời mọc. Cứ đi thẳng về phía bắc thì cưỡi ngựa 1 năm lẻ 8 tháng sẽ tới thôi à. Để lúc đó con của ta và Ngân Nguyệt đã đi mua nước tương được rồi. Này, ây bá phụ, ngài không cần quản cái tên yêu cây đó đâu. Chúng ta bắt đầu đấu võ cầu thần thôi. Phía bắc. Tập 4, phía bắc. Úi, cái gì vậy trời? Bé sắp xuất hiện. Đây là cái... là cái gì vậy? Một quả trứng à? Tại sao lại có trứng từ trên trời rơi xuống nhỉ? Thì nhà người cũng đưa tiền quá rồi đó. Tao phải để cái tên kia mới quay về mới được. Đâu vậy, đâu vậy? À không đúng. Cái tên thủ hạ bại tướng nhà người hoàn toàn không có tư cách đấu võ với ta. Hay mùi quá nghi thừa rồi. Chẳng lẽ mùi thật sự tin rằng cái tên này yêu cây hoang dại kia có thể mang tới hạnh phúc cho mùi sao? Ngân Nguyệt, công chúa của ta, ta sẽ dùng cả đời này để bảo vệ mùi. So với cái tên yêu cây hoang dại kia, ta mới là sự lựa chọn chính xác của mùi. Nguy hiểm, mạnh mẽ quá. Đây là Long Nguy. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Mình đi về phía bắc. Mà bây giờ tới tận cửa luôn rồi. Mà nè, Nhật Tàu Tháo là Tàu Tháo liền tới hay sao? Làm sao bây giờ chúng ta cũng không đến lại cửa Long mà. Chẳng lẽ tộc Ngân Làng sẽ bị diệt tộc ư? Còn rỡ ơi, một cái cho đi. Sắp chết rồi, lần này tôi đợi thật rồi. Nè mấy người các ngươi, ôi là băng tuyết cự long mau chạy thôi. Hay cái đám kiến nhãi nhép, ta còn chưa lên tiếng mà đã chạy rồi sao? Băng tuyết long tức. Tại sao băng tuyết cự long lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ số mệnh của tộc Ngân Làng đã đến đây là hết à? Tham lang trám. Hả, là gì? Nhạc phụ đại nhân, ta về rồi đây. Hay loài người đưa tiếng, ngươi lại dám tấn công Long tộc à? Băng tuyết lồng tức. Ta chỉ lập tức khiến người không phun ra được cái gì nữa. Hứ, ây da. Hay.
tiếp đất an toàn. Lời người, ngươi cứ để đấy cho ta, ta sẽ còn quay lại. Cảm ơn người nhé. Ai dồ, lại gặp nhau rồi. Người đã đúng, quả nhiên là rất gần mà. Người yên tâm đi, nó chưa ra tay hết sức đầu, băng tan hết là cái người sẽ có thể cử động được rồi. Nè, ngươi đi theo ta. Cái đồ lưu manh, ngươi thành thật nói cho ta biết. Chỉ dựa vào một mình ngươi rốt cuộc là ngươi đã đánh thắng Long tộc như thế nào? cái này à? Con của ta đâu rồi? Hey, quả trứng này hình như vừa mới nứt ra. Vào lòng đến gần mà dẫn nó tới trước mặt tộc trưởng tộc Ngân Làng rồi đánh bại. Tìm thấy con của ta rồi. Thời gian bị tiêu diệt còn lại là 1799 giây. Loài người, ngươi đã tìm thấy con của ta ư? Con, ngươi muốn nói là quả trứng này ư? Nhưng vừa rồi hình như nó đã bị rơi vỡ rồi. Liền lại. Khép lại rồi. Cơ thể này của mình có kỹ năng này nữa hay sao? Lời người, cảm ơn ngươi là người đã ra tay cứu con của ta. Không sai được. Trên người ngươi có mùi của tiền linh thảo. Thơm lắm. Thịt chắc cũng thơm lắm đây. Long tộc sẽ không nhận không ân tình của người khác. Mau nói ra nguyện vọng của người đi. Có thể thực hiện nguyện vọng của ta thật sao? Chẳng lẽ ngươi chính là thần long trong ít viên của Ngọc Rồng? Là 7 viên Ngọc Rồng. Vậy thì giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ đi. Không, diễn một màn kịch được không? Diễn một màn kịch. Không sai. Hay cười ngu cái gì đấy? Mau nói đi. Chư vị à, nếu Tào Nghiên đã đánh bại Cười Long, vậy thì nói rõ điều Ngon Nghiệt nói là sự thật. Tào Nghiên có tư cách tham gia đấu võ cầu thần. Không cần đấu nữa đâu. Ta xin rút. Ta không đấu nữa. Đợi đã, ta còn có lời muốn nói. Năm đó, ta việc Nghiệt Nhi tình đầu ý hợp, đã gọi nhau là phụ thuê. Hai người đừng có nói nữa, đó chỉ là chuyện lúc nhá mà thôi. Năm đó hôn ước đã bị hủy. Ta đã mất đi mùi một lần. Hôm nay, ta sẽ không cho phép bản thân mất đi mùi một lần nữa. Người bỏ ra. Cái lời thoại này cũng mặt dày quá rồi đó. Kế vừa rồi chạy nhanh nhất. Còn không phải là người sao chứ? Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Nếu không nhận thua vậy thì cập nhật cứ nhiệm vụ đánh bại Làng Viêm, chiến thắng đấu võ cầu thần. Nhận thua lập tức tiêu diệt. Mình biết mà. Tây đi Làng Viêm, chúng ta quyết đấu một trận phần cao thấp đi. Rất đúng ý của ta. Đánh thắng Cự Long thì làm sao? Muốn chiến thì chiến. Thần tới thật cản ta, ta sẽ diệt thần. Vậy ta tuyên bố đại hội cầu thần Ngân Nghiệt lần thứ nhất chính thức bắt đầu tại đây. Chứ kích động như thế làm cái gì? Lần thứ nhất chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai. Chuyện không thể nào chậm trễ, tới luôn đi. Tham Lân Trấu. Tham Lân Trấu là kỹ năng để sở hữu phân tích hoàn tất, miễn dịch sát thương. Cái tên này không hề bị thương ư? Thế còn chiêu này thì sao? Tham Lân Cuồng Trảo. Kiểm tra được đường tấn công, phải nhận là Tham Lân Trảo phiên bản tần suất tấn công cao. Hoàn thành phân tích. Đã học kỳ nạc, giám nhị sát thương, mau chóng trị thương. Nà ní. Xin lỗi nhé, ta không muốn đả thương người. Nhưng trong chúng ta
đã định sẵn một người phải ngã xuống rồi. Chết tiệt. Chớ tiệt. Nhất phẩm thiên địa. Cái tên Lăng Viêm này thế mà lại có thể đột phá trong chiến đấu. Tư chất thực sự quá đáng sợ. Không thể tà tứ. Người phải ngã xuống ở đây chỉ có người. Hệ thống đang nhắc nhở. Cảnh giới của mục tiêu đang tăng lên. Cái gì? Cảnh giới tăng lên là cái gì thế? Siêu si gia biến hình à? Thắng bại đã phân. Wow, nhanh quá. Mình chưa kịp nhìn rõ mà đã bị. Nếu bây giờ ngươi nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Không thể thi triển tham lan thảo và tham lam cuồng trảo đều phản lại. Mình phải nghĩ cách khác thôi. Hả? Cái gì? Tập 5. Tiến độ dạy mã bằng tuyết tổ tức 50%. 50% là đủ rồi. Thì ra là như vậy. Ngươi đã dùng bằng phòng ấn hành động của ta. Cho nên tiếc là ta đã tới lục phẩm rồi. Có thần hộ bản mệnh ở đây, ngươi không thể nào phòng ấn được ta đâu. Được chết với chiêu này của ta thì ngươi tự cảm thấy tự hào đi, xích liễm quần lăng. Này, ta chắc là biến thái. Hey, đừng qua đó. Đấu võ khiêu chiến sinh tử do trời định. Đây là quy tắc của chúng ta. Nhưng hắn chắc bị thiêu cháy rồi. Hay nóng quá, con không liều mạng nữa. Ta chỉ biến thành thịt nướng đó. Nghiệm quá trình giải má liễm quần làng đã chậm lại. Đang chịu tổn thương. Đừng có dậy dùa nữa. Tiếp nhận vận mệnh của người đi. Vận mệnh. Cái loại nam chính như người mà cũng nói ra cái lời thoại như vậy à? Người nói cái gì? Bằng tuyết, thổ, tức. Đây là kỹ năng của con cừu lòng kia sao? Sao tới này lại? Chẳng lẽ lúc đó nhìn một cái là học được ư? Tên nhà người đúng là không thấy quan tài không đủ liền. Tiếp một chiêu của ta đi. Vận mệnh chẳng qua chỉ là một cái kế của kẻ yếu mà thôi. Hoàn thành giải mã bằng tuyết thủ tức. Cái tên này lì bay lên đây nhờ luôn gió từ chiêu thức ấy ư? Đừng hồng. Nhận lấy một chiêu này của ta đi. Phi thiên. Ây da. Cái thằng vai chính này lúc đầu mạnh lắm mà. Đã được hệ thống thừa nhận là mình chính rồi. Lần này thì ngươi biết nam chính thực sự là như thế nào rồi chưa? Hoàn thành giải mã kỹ năng xích diễm quần làng cho vào kho kỹ năng. Là vì trận này ngươi đã thua rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao nguyên chính là phụ quân của Ngân Nguyệt. Giờ con không còn ý kiến gì nữa chứ? Hả? Không thành vấn đề, không vấn đề gì nữa. Hay nguy hiểm quá chứ, chút nữa thì quên luôn cái vụ đóng giả. Vậy thì đại hội yêu tộc kiếp tiếp sau đây cũng nên để cho Tào Nguyên tham gia thay ta rồi chứ? Đợi đã, ta không phục. Cái tên kia gửi có tôi đi không? Con muốn bị ta đánh thơm lần nữa hả? Từ hôm nay ta đã thua, nhưng không hề có nghĩa là tương lai ta sẽ thua. Ngươi có dám đánh cược với ta không? Đánh cược với vợ 900% là chết. Tưởng ta ngu sao? Đương nhiên là ta. Nhiệm vụ mới nhất. Cái hệ thống này hình như là mình ghét cái gì hoặc là không chịu làm cái gì thì
Ây, đương nhiên là ta đồng ý với ngươi rồi. Được, nếu người thua phải lập tức rời khỏi Nguyệt Nguyệt. Nếu người thua thì sao? Nếu ta thua, tùy ngươi xử lý, chúng ta gặp lại tại đại hội yêu tộc. À mà này à, rốt cuộc là cái đại hội yêu tộc là cái gì thế? Sao ta lại phải tham gia? Hả? Ngươi không biết à? Đó là buổi tụ họp thủ lĩnh của các tộc được tổ chức mỗi năm một lần. Ai, nhưng ta phải đến chính lại, ta mới là chủ tú lĩnh đại diện cho tộc Ngân Lan lần này. Ngươi chỉ là hạng tầng kèm thôi. Ê, đại yêu tộc là chuyện nhỏ ấy mà, đừng có quan tâm tới nó nữa, mau mau vào động phòng đi đã. À, ý. Hay đừng có nhiều lời nữa, mau chút đi, tốc chiến tốc thắng. Sao lại tốc chiến tốc thắng chứ? Có ông cha vợ thế này thì ai mà chả thích. Ở động phòng ư, sao lại vội như vậy chứ? Lão cha đã ghét, này cứ chờ đấy. Hả? Nếu như nhạc phụ đại nhân đã nói thế rồi, thì không phải là có nghĩa là chính nằm nghĩa vụ tu tiên đi sao? À, người nhìn ta bằng cái ánh mắt đó hả? À, cái tên biến thái, ta cảnh cáo người nhà. Ta chỉ dùng ngươi để tránh việc cầu thần thôi, không phải để cho ngươi đến đây sắm sỡ ta đâu nhé. À, chậm để, chậm để. Hả? Bớp, bớp, bớp cái gì vậy? Cái tay đặt sai chỗ rồi nha. Ở này, trước mặt người khác, ngươi là phu quân của ta, nhưng sau lưng người khác thì ngươi chỉ là một tên nô lệ của ta mà thôi, có hiểu chưa? Ôi, hiểu rồi, đại tỷ tha cho ta đi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi đó. Hơi, thế thì sắp xếp một chút rồi 2 ngày sau, thì ta tới đại hội yêu tộc. Ngươi còn muốn động phòng không? Ai không, không động phòng nữa. Này, chúng ta không thể nghỉ ngơi một lúc sau. Hay, có tuấn mà, có thế thôi mà đã muốn nghỉ ngơi rồi. Ngươi còn muốn, ta còn muốn đi tiếp tục nữa. Hay, tôi qua rồi, cuối cùng cũng có thể tới tham gia đại học y tập rồi. Hay, đương nhiên là con muốn đi tiếp rồi. Ta vác hành lý tên này rồi, còn cái gì nữa? Hay da, trời này đẹp quá đi. Vừa nhắc thì Ngọ Nguyệt, cẩn thận. Có chút trò mèo này mà cũng muốn làm ta bị thương. À, anh ta nói, ý ta nói là cẩn thận cái này cơ. Chết tiệt, cơ thể mình đã bị tê dại đi rồi, chẳng lẽ có độc ư? Ây, này tên Sắc Thái à, người không sao chứ? Cơ hội tốt. Tiểu nhân đê tiện, ta là con gái của tộc trưởng Ngân Làng cao quý mà loài người đê tiện các người cũng dám tới tự rước nhục. Bắt được ngươi rồi. Ám khí gì vậy? Tại sao lại không có tiếng động gì hết? Tại chỗ rất là thính mà cũng không nghe được. Vô thanh vô hình, ly hồn đoạt mệnh. Đặc điểm lớn nhất của ly hồn chùy này chính là không nghe thấy tiếng động. Người dám ám sát từ ai? À, đây đã, tên nhãi kia đã trúng phải ly hồn chùy, hồn phách sẽ dần rời khỏi cơ thể xác, sống không quá nửa khắc, người cứ giết ta cũng vô ích thôi. Chỉ bằng người ngoan ngoãn chịu trói đi, ta có thể giúp người cứu hắn. Tên biến thái, người hay, ta khỏe lắm mà, có cái yên tâm mà đánh hắn đi. Hoàn thành giải mã ly hồn chì. Không thể nào đã trúng phải ly hồn chì của ta thì không có thuốc giải. Hay, thế thì ta yên tâm rồi. Cẩu tặc, đi chết cho ta. Ây da. Là kế nào? Cái loài người đề tiền, người đã nói như vậy sao? Ngữ khí thật là kiêu ngạo quá đi. Chết tiệt, có thế này mãi là không được.
Đừng có gấp vội, tìm ra kỹ nào đang đánh lén trước đã. Tập 6. Người dám nhân cơ hội này in xăm sờ soạn ta. Hơn nữa, một tên chuột nhắt không dám xuất hiện đầu lộ diện như vậy sao có thể dễ dàng tìm ra được chứ? Hình như tên này không phải là hàng chuột nhắt gì đâu. Không dám lộ diện ư? Chứ nhiệm vụ đột vận khởi động ánh sáng nhân tộc. Chỉ là do ta đứng quá cao, ngươi không thể nhìn thấy mà thôi. Đồ chuột nhắt à? À, người nói ai là đồ chuột nhất? Bỏ đi là tao con lon đấy nha. Bước thứ nhất nhiệm vụ, chọc giận ánh sát nhân tộc. Cháu trai à, cháu đến đúng lúc lắm. Không hổ là ánh sáng nhân tộc, hình mẫu của đời ta. Ánh sáng nhân tộc. Hay 8 tuổi ta đã bế quan tu luyện, 12 tuổi thành kim đan. Sau khi xuất quan đại chiến 300 hiệp với yêu ma khắp nơi, cho dù tới giờ chưa từng bại trận, được phong làm danh hiệu là ánh sáng nhân tộc. Nói như vậy thì vị bên này là thúc thúc của ánh sáng nhân tộc rồi. Đương nhiên rồi. Vậy thế này thì chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều rồi đó. Hử? Lũng hỏng. À, cái vị trên trời kia, giờ thúc thúc của người đang ở trong tay ta, xuống đây chúng ta cùng trò chuyện nào. Cháu trai, cứu ta với. Thúc thúc có biết rằng, chính vì người quá yếu nó mới bị cái loại người ra tiền này. Phải không? Tiểu ngần lặng. Chuyện này là sự thật. Cơ thể của nhân tộc yếu đuối. Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thích tu luyện tới cái trình độ thể phách trời sinh của yêu tộc. Yếu. Ừ. Ôi cha. Thể phách trời sinh của yêu tộc cũng chán ra làm sao. Hay cái tên cố nhà người dám. Hả? Vĩnh biệt nhé, yêu tộc ngu muội. Trước khi chết hãy nhớ kỹ tên ta. Ta tên là Chu Vũ. Đợi đã. Đợi. Đừng có gấp. Tiếp theo sẽ đến lượt người thôi. Nỡ quay chết thì thúc thúc của người cũng sẽ chết công quấy ngay lập tức. Dám uy hiếp từ. Này này này, đừng kích động đấy chứ. Ngươi kích động đấy là chỉ biết chừng thúc thúc của người quy tiên ngay bây giờ đó. Thì vỗ à, một cứu ta ấy vào các cổ, các bộ cốt của ta rồi đâu quá. Hoàn thành nhiệm vụ chọc ánh sáng nhân tộc. Bước thứ hai của chu nhiệm vụ, để tránh sự truy sát của ánh sáng nhân tộc, tìm cơ hội thi triển long trào thủ đột vận. Hả? Truy sát tốc tốc của hắn thì còn đang ở trong tay ta cơ mà. Thúc thúc, người như vậy làm ta mất mặt quá. Yên tâm đi, ta sẽ an táng cho người chủ đó. Ê? Xem chiêu. Ôi, người điên rồi à. Hắn là tốc tốc của người cơ mà. À đừng thế, ta là tốc tốc của người cơ mà chú giấu. Hay tên nhà ngươi cũng biết trốn đi chưa? Hay một giọt máu đầu hơn ào nước lá cơ mà chú Vũ. Thúc thúc, ngươi chết vì nhân tộc, một cái chết rất là vĩ đại. Ây da, cái tên này giết cả người mình luôn kìa. Băng tuyết thổ tức. Ồ, nhanh vậy. Trả ngươi nè. Ôi, ôi, ôi. Tiểu nhân đê tiện. Ủa, người đâu? Cơ hội tốt. Cái tên này. Xem chiêu thiên niên sát của ta đi. Hế?
Chiêu này là chiêu của Heikishi đánh với Naruto. Cái chiêu mà gì là thoát đít đại pháp. Thôi rồi, thơm bộc lỗ hoặc là to ra thơm rồi. Ây da, không nghĩ đến lông trâu thủ này tập kích mồng cũng quá, cũng hiểu quá thật đó. Được lấy, lông trâu thủ thành công. Chúc mừng, bước thứ hai của nhiệm vụ đã hoàn thành. Bước thứ ba của nhiệm vụ bắt đầu. Hạ gục ánh sáng nhân tộc. Mặc dù sớm đã có linh cảm, nhưng bước tiếp theo của nhiệm vụ có phải là đánh bại quá nhanh rồi không? Nhà bên cạnh chó sủa kinh khủng quá, nó hủa như là hát vậy. Anh em à, không thể đỡ được. Ta phải... Hay ta nghi ngờ người phá hộ 18 bí sầu này nhất định là vì có người muốn chơi ta rồi. Giết ngươi. Hả? Người đâu? Bị biến mất rồi. Hay, may mà mình biến nhỏ né được, nếu không nhất định sẽ bị cắt thành 8 miếng rồi. Mau chóng cút rồi đi cho to. Hay, câu nói cũng quá thông dụng rồi đó. Búp giấy, ở tấm có tư liệu về Châu Vũ không? Khu vực và chính, Châu Vũ thân phận, nhân tộc chi quan, tiến niên thiên tài mạnh nhất, nhân tộc trong 300 năm trở lại đây. Sự tích là chiến trận dị tộc đánh bại 300 tên. Nhân tộc chi quang chấn động 8 phương. Bài trận tạm thời thì không có, nhược điểm thì đang trong thời kiểm tra. Ây, bập dí. Hệ thống mà, con cần phải kiểm tra. Trước tiên phải nghĩ ra cái cách để kéo dài thời gian vậy. À, tìm thấy ngươi rồi. Úi trời đất, rớt một cọng lá. Oa, oa. Thuật chê mắt à. Tiếc là đã gặp phải ta. Ôi, sắp chết rồi. Hả? Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô định cứu ta sao? Hay, đừng có gọi cứu buồn nôn như vậy. Chuột nhắt, người trốn không được đâu. Người nên nghĩ cách làm sao để đối đầu với ta đi. Ta nghĩ được cách rồi. Ngân Nguyệt à, cô chuẩn bị xong chưa? Hả? Chuẩn bị cái gì? Bằng sườn thổ tức. Ây da. Tài năng thấp kém. Liệt diễm quần lan. Thế mà trong gió lại có thêm chiêu thức khác. Ai không biết giết được hắn chi nhỉ? Sắp ngộp thở chết rồi đây. Biến hình. Ê, ấm áp quá, thoải mái quá. Nay thì thoải mái nè. Ngươi là cái tên sắc lợn biến thái, lại là giống tím tiện nghi của ta. Thành thật một chút cho lão nương, cái đồ biến thái. Ây, rõ ràng là cô tự ôm ta qua đây ấy mà. Ây, đừng có qua đây, đừng có qua đây. Ây, bỏ đi, hệ thống mà, rác rưởi à. Nhược điểm của hắn phân tích xong chưa? Phát hiện thành công. Mục tiêu là thời thiếu niên bị rơi xuống nước, sau đó đã bị chuyển sang chấn tâm lý và hiện tại vẫn chưa chữa khỏi. Ai dạ, con có thể khơi lại lịch sử điện túi đó sao? Tập 7. Ai, đây ngược lại là một thông tin tốt. Đem hắn ném xuống hồ là được rồi. Này, ta nói cậu. Nhưng trong rừng rậm thì làm gì tìm đâu ra hồ chứ? À, có rồi. Hãy, cái tên nhóc này cứ lẩm bẩm một mình suốt, không phải là bị ta đánh cho hư đầu rồi đó chứ? Ngân Nguyệt à, ta cần cô giúp đỡ. Được. Người cuối cùng cũng dám xuất hiện rồi à?
ta sẽ không bỏ trốn nữa. Tiếp theo đây sẽ là cuộc đấu 1-1 giữa chúng ta. Ta chấp nhận thách đấu của người. Hey, do chuyện gì thế này? Tiểu nhân đề tiện quả nhiên vẫn là tiểu nhân đề tiện. Đây chính là tiết chiến thuật của các người sao? Này biến thái, tới cậu rồi đó. Làm tốt lắm, Ngân Nguyệt. Bằng trường tổ tức có thể tạo ra bằng khối. Như thế này thì không phải là con nước rồi à? Thế là đông bằng. Chút chiêu thức này mà cũng muốn vây hãm ta. Còn chưa xong đâu. Liệt diễm quần lân. À, là nước. Nước, đi cứ qua đây. À, đi cứ qua đây. Cứu mạng. À, cái cảnh này hình như thấy quen quen ta. Sao giống Nobita quá vậy? Lần này, nên giờ quyết hắn rồi. Hai trời chiêu tâm lý. Nè, ngươi dự định giải quyết cái tên này ra sao? Người này giữ lại sẽ có hậu hoạn lớn. Ta cho rằng còn phải giết hắn. Đừng có trách ta nhẫn tâm. Sau một hồi suy nghĩ giờ kiếm. Trong chốc lát lại nhân từ nương tay. Giống như một người tốt vậy. Thật sự là một tên biến thái kỳ quái. Tiêu rồi, tên này tính rồi. Người không giết ta. Trước khi ngươi dưỡng thương xong thì ta sẽ không ra tay với ngươi. Tên yêu tộc nhà ngươi rất tốt. Ta sẽ ở đây khôi phục lại. Rồi chúng ta lại đấu tiếp. Này, bây giờ mà người không giết hắn thì sẽ không có cơ hội nữa đâu. Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Nắm lại. Ngươi làm cái gì vậy? Đi thôi. Yêu tộc, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Hãy dưỡng thương tốt đi. Rồi lại đến tìm ta, nhớ lấy. Chúng ta là yêu tộc Chi Quang Lan Vi. Này, đã chạy được một đoạn xa rồi đó. Mau cho ta một lời giải thích đi chứ. Hay cái tên đó nhất định là do cái đám tu sĩ lúc đầu trì sát ta phải tới. Nên như giữa kháng thì chắc chắn sẽ dẫn tới tranh chấp giữa yêu tộc và nhân tộc càng ngày càng lớn. Được rồi, bỏ tay của ta ra đi, sắc làng. Được rồi, đại tiểu thư à, lần này đích thị là ta đã mềm lòng rồi. Nhưng ta bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn. Đừng có nói chuyện cho hình như có người tới đây đó. Hắn không phải là Tiêu Chậu à? Nơi đây dù gì cũng là địa bàn của Ngân Lan tộc, có nên đi chào hỏi không? Ngưỡng con chó ngu xuẩn của Ngân Lan tộc đó, bây giờ hơn một nửa bị nhân tộc ta dụ đến đánh chờ không biết đông tây nam bắc là gì nữa rồi. Để ta thu phục Vượng Hoàng thì trên đại hội yêu tộc lần đó, đừng nói là Lan Viêm Tà Nguyên, ngay cả quái vật đó đều không thể là đối thủ của ta. Phương Hoàng, bọn họ đang nói cái gì vậy? Phụ thân đã từng nói, ở sâu trong dục hỏa chi sâm có một vị đại nhân 300 năm niết bàn một lần. Lúc niết bàn cũng chính là lúc yếu nhất. Những chuyện này đều là bí mật đầu khổ của Ngân Lan tộc ta. Lại xảy ra chuyện gì? Lẽ nào vị đại nhân đố niết bàn sớm mưa? Ôi da,
Vụ gì vậy? Hay các ngươi sao lại ở đây? À, cái này phải giải thích sao ta? Giải thích là cái gì trực tiếp động thủ luôn. Uống đi. Cảm giác này là thượng cổ trận pháp tốn đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơn gió kỳ lạ này sao càng ngày càng nóng vậy? Thì ra thì nó một chút thì càng tốt chứ sao. Cái tên sát là nhà người biến tới muốn chết có phải không? Lại còn có tâm tư ở đây mà liếc mắt đưa tình à? Đây là thượng cổ kỳ trận tốn lì, dùng cơn gió này kỳ lạ đã vì hãm vạn vật rồi khiến cho họ tự thiêu bằng nhiệt độ tăng cao. Các ngươi hãy đợi chết đi, lập tức các ngươi sẽ càng nóng hơn thôi. Ê, thứ trên tay ngươi cầm lấy nào là này sao vậy? Đó là tỳ họa bảo châu, nhưng đây rõ ràng là bảo vật của Ngân Lan tộc. Ngươi làm sao mà có được nó? Cô không cần phải biết. Hả? Cái thằng cha này, đừng có bỏ qua cho hắn ta, mau đuổi theo. Hãy suy nghĩ lại một chút đi, công chúa đại nhân. Hãy suy nghĩ kỹ lại một chút đi, công chúa đại nhân. Biện ta chết tiệt, chúng ta đi thôi. Muốn đuổi theo ta sao? Không còn kịp nữa rồi, các người cứ đợi mà run rẩy đi. Đáng ghét, chúng ta nhất định phải nhanh chóng một chút, nhất định phải đuổi kịp. Ê, đừng có đuổi nữa, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết cùng nhau. Hả? Cô cảm thấy lúc nãy đinh đầu có thứ gì đi qua không? Ai, cũng đừng hòng ngăn cản được ta. Ta chỉ nghĩ lập tức trở thành người mạnh nhất yêu tộc. Xong. À, tay của ta. Hỗn sực. Lan Viêm, đừng có hiểu lầm. Ta không phải là giúp người đâu. Ta chỉ không muốn để bọn họ đạo trích quấy rầy ngươi và ta quyết đấu. Hả? Chạy mất tiêu rồi. Tập 8. Hay ngươi chạy làm cái gì? Lúc này không phải là đánh thắng hắn rồi sao? Dừng lại đánh với hắn đi chứ. Hay đánh cái con khỉ không thấy số phận của con hồ ly đó sao? Với thủ đoạn tức ấn tức hiện đó thì đánh cái gì nữa? Anh được rồi, người một buông tay ra, ta ra đi, biến thái. Ê, chuyện gì vậy? Rõ ràng nó đang chạy ra bên ngoài, nhưng không khí càng ngày càng nóng gì. Ê, nóng quá. Chó không chịu nổi sức nóng. Này, Ngân Nguyệt. Hay cô sao rồi, mau tính là đi chứ. Bởi vì lúc nãy mà ta chiến đấu với Lan Diệm nên đã đạt được thuộc tính kháng nhiệt, nhưng Ngân Nguyệt thì không. Tia lửa này lan ra quá nhanh rồi, cố hết sức chạy trốn ra ngoài thôi. Ngân Nguyệt nhất định phải chống đỡ được đó. Thì tử, đã xong một kết giới của ta mà muốn nhanh như vậy, đã muốn đi ra rồi sao? Ai vậy? Ra đi cho ta. Ta đang ở đâu đây? Xương cốt toàn thân đều giống như là cái khung lỏng lẻo vậy. Vậy ta sao lại ở đây?
Loãng thoảng ta nhớ được, ta từ bầu trời rơi xuống đây, trong lòng ngực còn có ngân nguyệt đang ngất xỉu, sau đó bị một đám lửa tập kích. Tiêu rồi, ngân nguyệt đâu? Lửa lớn như vậy mà cây không sao, lại còn có hồ nước. Ta không phải đang mơ đó chứ? Cảm ơn cô đã cho ta tắm ở đây. Nước ấm này thật là thoải mái. Không cần phải khách khí. Hóa ra cô ở đây à? Ừ? Tiểu cô nương này là ai thế nhỉ? Đi ra cái tên lưu manh. Hay quay qua cho lão nương, không được nhìn, không được phép nhìn. Hả, bây giờ đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ồ, con bé này nếm phải chiêu thức của ta, con có thể nói chuyện đi sao? Hả, âm thanh này là người nói ở trong không trung đó sao? Ừ. Đã nói là đang mặc y phục không được phép quay lại rồi mà. Lúc hắn bị đánh thì hắn vẫn ôm người rất chặt đó. Hả? Người đúng thật là một tên biến thái chết tiệt. Xin chào chàng trai. Chàng trai? Sao vậy? Ta không thể gọi ngươi là chàng trai sao? Phương Hoàng đại nhân, xin đừng qua lại gần gũi với yêu tộc như vậy. Phương Hoàng đại nhân. Hay biết rồi, biết rồi. Ngươi sợ ta và yêu tộc ký kết khế ước à? Hay ta biết rồi. Tên yêu quái làng viêm này lông giá vô cùng thâm sâu. Phương Hoàng đại nhân à, cô vừa mới niết bàn thành tích cách trẻ con, tuyệt đối không thể tiếp xúc quay lại như vậy. Ta chỉ lo nghĩ cho an nguy của Phượng Hoàng đại nhân, bảo hộ đại nhân an toàn chính là phận sự của ta. Làng viêm, người trốn không thoát đâu. Muốn đấu một trận không? Người nói trốn không được là trốn không được à? Người quán được chắc? Vậy thì đừng có trách ta không khách khí. Ây, tiêu rồi, tốc độ nhanh quá, căn bản không nắm rõ được động tác của hắn. Ừ. Này, đại biến thái. À dạ, biến hình. Ừ, người không sao chứ? Hắn đã không còn nghe thấy nữa rồi. Kiếm pháp này là kiếm pháp tất sát của nhân tộc ta, bình thường rất ít dùng, vì dùng nhất định sẽ phải chết. Người đã đánh hắn thành cái bộ dạng này vẫn chưa đủ sao? Vì sao nhất định phải giết hắn chứ? Kiếm pháp này thật sự không tệ. Ngươi lại tôi tình gì phải dùng đến để giết một tên tiểu bối chứ? Người giết yêu, yêu giết người, bất cứ lý do luôn luôn là như vậy. Đem thi thể của ngọn cỏ đó về cho ta đi. Đó là đồ của gia tộc ta. Vậy ta cũng là yêu. Ngươi có phải là cũng muốn giết ta không? Cô là thần thú bảo hộ ngàn năm của nhân tộc, tất nhiên không giống. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng cản trở, ngươi động thủ sao? Ngu xuẩn. Chi, ngươi nói là thần chị thì chính là thần. Ngươi nói yêu chính là yêu sao? Thì nhóc ngươi, miệng không đúng là lòng ta thấy là ngươi đã sợ rồi. Ta là ánh sáng của nhân tộc, ta chỉ không sợ. Tập 9. Ồ, tỏ ra thái độ thành cao như vậy thật sự là khiến cho người khác không vui. Có điều tiểu tử này đã từng tiếp được một chiêu của ta mà không chết. Ta ngược lại đối với chuyện này rất là có chút thú vị à. Ê còn đã, có lẽ nào là muốn cùng nhân loại ký kết khế ước sao? Mau dừng lại cho ta. Thư huyết vì mày, thứ mạng vi hạn. Ây da.
Thử ngôn trước trước, thử ước bất du. Từ tử, mau tỉnh lại đi, nếu con không tỉnh lại sẽ chết đó. Đại sắc lang, trong lòng mình sao lại kỳ lạ như vậy? Rõ ràng là ta trước. Phương Hoàng và yêu tàu ghi kết cơ ước, đều phải chết. Lần này ta phải động thủ thật rồi. Đại gia vô hình kỳ pháp tốt biến. Ôi là chào vỗ sao? Là muốn giết ta chứ không? Thấy phiền sao? Ta biến. Người con quá vô liêm sỉ rồi đó. Phương Hoàng tỷ à, có người ước hiếp ta. Xác là người này, lập tức xuống cho ta. Hai cô với hắn sao lại đứng thành một nhóm rồi? Đừng có nói nhảm. Có điều người này cũng quá vô sỉ rồi đó. Ta rồi nguyên cái chút hối hận vì đã ký khế ước với người rồi. Hả? Khế ước? Khế ước gì cơ? Còn nữa, sau này không được gọi là ta là tỷ, tuổi tác của Phượng Hoàng bắt đầu từ lúc niết bàn. Hay, ta vẫn chỉ là một bé cưng gọi ta, gọi vậy sẽ già đi đó. Đó là một nhóm, ta cho phép ngươi gọi ta là đàn đó. Hay, hai chúng ta chính là một nhóm sao? Tiểu đàn à, có thật là tốt quá. Hai sáu cái khớ ước cố định trước đều nói như vậy đó. Đây đã, sáu cái khớ ước trước đều ra tan thành tro bụi rồi, có đúng không? Tan thành tro bụi, một khi cái khớ ước công hoàng phượng hoàng, thì bất luận là muốn đạt được phượng hoàng thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là giết người. Ta thấy người đánh cũng thật là thú vị. Ta còn muốn thấy ngươi càng bị nhiều người đuổi giết, phải trốn chạy. Cho dù ngươi bị giết rồi thì ta cũng không tổn thất gì cả. Ôi, à. Thật ra nếu ngươi ký khế ước mà quá vô dụng, thì ta cũng không bận tâm chuyện tự tay giết ngươi đâu. Ê, ma quỷ thì đó là ma quỷ. Ui da, lần này ngươi trốn không được đâu. Ta tránh... Không thể nào, hắn làm sao có thể dùng đến kỹ xấu mà tránh được kiếm của ta chứ? Đây là chuyện gì vậy? Hình như sắp xảy ra chuyện gì thú vị rồi đây. Xem ra hình như ta đã đến chậm một bước rồi. Phương Hoàng đã ký khế ước cùng với người khác rồi sao? Là kỹ nào? Đây là không thể nào. Hey, ta tránh. Từ khi ta xuất đạo, yêu tộc mạnh hơn người 10 lần cũng từng chém giết qua. Tại sao người lại có thể trốn thoát? Hay người hỏi ta thì ta hỏi ai chứ? Đàn đã mấy trăm năm không gặp rồi. Ai vậy? Cây đồ à? Người nào vậy? Ai vô nghị ca, không nghĩ đến huynh vẫn còn nhớ ta đó. Nhưng thật là đáng tiếc, ta không đến tìm muội để tâm tình về chuyện cũ. Đây là sát khí. Ngọ nghiệt, mau chạy. Úi cha, hai người cùng lúc. Ôi. Biến thành người rồi. Đừng có trách ta, ta cũng chỉ là phụ mệnh của chủ nhân đem muội mang về. Xem như là vừa mới niết bàn xong. Nhưng đàn, muội như vậy là có phải quá yếu rồi không? Thân là thần thú mà lấy là phụng người làm chủ à? Nhị ca,
Huynh cũng sa đọa rồi đó. Làm tay sai cho người khác rồi sao? Muội sẽ không hiểu đâu. Ta sẽ cho muội thứ 10 mong vuốt chó này. Và năm đó có phải là sắc bén giống như nhau không? À, từ đã. Các người vốn dĩ là huynh muội tương xứng, vì sao lại xuống tay nàng như vậy? Ngọn lan tháp hẹn, ngươi muốn tìm đường chết sao? Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ta là thủ lĩnh tương lai của ngân lan tộc. Phượng hoàng này đã ký khế ước với trượng phu của ta rồi. Ngươi không thể sát hại cô ấy. Ngọn lan tháp kém, ta sẽ cho ngươi toàn thay. Người có thể đụng vào ta, nhưng nếu muốn đụng vào sự lông tơ của cô ấy, thì đừng có trách ta không khách khí với người. Khổ ước giả, người thế mà lại có thể chặn được một trảo của ta. Ta khuyên người đừng có khinh thường ta. Cũng không sao cả, cuối cùng vẫn phải mang Phượng Hoàng quay về, khổ ước giả cũng phải chết. Vậy phải xem người có bản lĩnh này hay không rồi. Này biến thái à, tên đó rất mạnh đó. Ngươi cách gì đối phó với hắn không? Đừng có lo lắng, cách ta đã nghĩ sớm ra rồi. Chuẩn bị rồi. Không sai. Cách chính là... Ê, tiểu nhân đi tiện, đừng có hông cháy... Ôi, từ từ đã. Tiểu nhân đưa tiện, đừng không chạy. À, từ từ đã. Phương Hòa đại nhân, chính là thần thú bảo hộ của nhân tộc. Muốn giết cô ấy, thì phải qua ta trước đã. Làm việc, ân huệ lần trước của người, xem như lần này, ta trả đi. Bày này đồ bỏ đi, nhờ ngươi mau thả ta xuống. Đây là, này này, ngươi sẽ không bỏ tên tiểu tử nhân tộc ở đó một mình có phải không? Hay ta đâu còn cách nào khác, ta lại đánh không lại hắn. Ở trước mặt tiểu nương tử của người mà tỏ ra không chí khí như vậy, thật sự ổn sao? Này này, tại vì hắn là kết hôn là do có nguyên nhân rất là đặc biệt. Hey, tin ta đi, khứ ước giả của ta, sức mạnh của người bây giờ đã mạnh hơn trước rồi đó. Không nghĩ đến khứ ước giả của ta lại đáng tin như vậy. Không hổ là một trượng phu đạt tiêu chuẩn. So với việc nhìn Châu Vũ bị giết hại là đã có trách nhiệm hơn nhiều rồi đó. Hay ta vẫn còn không bằng chết bỏ đi. Đủ rồi. Hai người các cô cứ ở đây đợi đi. Ta đi rồi sẽ quay lại. Lợi dụng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy, phải thừa nhận thực lực của người không hề yếu. Nhưng dùng thủ đoạn như vậy không phải là vì ta đánh không lại người, chỉ là ta không muốn lãng phí thời gian ở trên người người. Nói đến cùng vẫn là tu vi không đủ mà thôi. Nếu như không phải vận khí chi kiếm đột nhiên không dùng được, thì chắc chắn sẽ đánh thêm một trận nữa. Tập 10. Này, tiêu tư đạo sĩ à, nhanh như vậy mà đã từ bỏ rồi sao? Lan Viêm, sao ngươi lại trở về rồi? À, ngươi tưởng là ta muốn về chắc? Tự đưa tới cửa rồi, ta cũng phải đỡ mất công đi tìm ngươi. Tờ đi khâu giả, hôm nay chúng ta phải đánh một trận đường đường chính chính. Cầu mà còn không được. Chết đi. Hả? Ta ở đây nè. Thầm lớn trấu. Ây da. Ui chà, cứng quá. Đánh còn bật ngược ra lại nữa.
Hề, chỉ thế tên này thôi à? Không đau cũng không ngứa. Ra ghế cờ tống, mau giúp ta tìm sơ hở đi. Số liệu bản thân và số liệu đối phương kiểm tra hoàn tất. Có thể thấy tất cả thủ đoạn tấn công của Vita không thể nào tạo thành tổn thương cho đối phương. Tỷ lệ chiến thắng zero. Hey, chẳng phải tiêu quý phượng hoàng kia nói là mình có thể thắng sao? À, ta còn đến với người nữa. Đâu, không cần phải cảm ơn. Có duyên sẽ gặp lại nhé. Bye bye. Hey, không được. Muốn làm anh hùng lại không muốn chết. Làm gì có cái đạo lý gì vậy chứ? Kỳ quái, người không thể nhìn hơn ta mới đúng. Tại sao cứ đây đánh cọc trốn chứ? Chính là cái tên này. Ban nãy hắn tránh được kiếm của mình. Cũng chính là cái cảm giác quái gì này đây. Bản thân bắt đầu đi tránh rồi. Nếu hắn đã không đánh trúng được mình, vậy thì vậy ta quyết định rồi. Ta phải ở đây cho ngươi mệt chết luôn. À, để ta mệt chết. Dù sao thì ngươi cũng không đánh được ta. Ta chỉ còn tranh thủ thời gian là được rồi. Ta đi nhìn thấu trò này của ngươi rồi. Hả? Tốc độ này, ngươi xem, chẳng phải đã đánh trúng rồi sao? Chuyện gì vậy? Sao tốc độ của hắn đột nhiên lại nhanh như thế? Trò của hắn rốt cuộc là cái gì? Sao đến bây giờ mình vẫn không thể nhìn thấu? Là vì người chưa đủ hiểu rõ về ta. Năng lực của ta là không chế gió và lửa. Tống Lý Trọn cũng từ đó mà thành. Thì từ đó sau khi ghi khâu ước về ta, đại khái là Lý Ngộ được Tống Trọn phủ đầy nguyên tố phòng khắp chu vi 10 trượng. Không thể nào, không phải ta chưa từng nghĩ tới. Mỗi động tác đều cần phát lực trước. Dùng gió để cảm giác thân thì đối phương phát lực, phán đoán chiêu tấn công tiếp theo của đối phương. Nhưng mà đúng, chỉ là lý luận mà thôi. Đến ta cũng chỉ là dùng tốn trần này cảm giác được vị trí của kẻ địch. Muốn biết trước hành động đường đi, cần năng lực tính toán cực mạnh. Đối phương chuẩn bị phát động công kích tiếp theo. Lần này ta sẽ cho người lên Tây Thiên luôn. Hử? Đây. Ban nãy đó là quỹ đạo hành động của hắn. Dù thế nào cũng phải tránh được. Quả nhiên, ngươi có thể đoán được hành động của ta. Đáng tiếc, ngươi quá yếu rồi. Tốc độ tuyệt đối thế này, năng lực của ngươi không thể nào cứu được ngươi rồi. Ngươi sẽ nhanh chóng chết và mất quá nhiều máu mà thôi. Mất máu? Ngươi đang nói cái gì thế? Vết thương của ngươi đâu? Bởi vì ta là một yêu cây, tốc độ hồi phục quá nhanh. Hả? Đây là đâu? Ngắm nhìn bên dưới đi, đừng có làm loạn, tiểu ngân lạc. Ây, tiêu rồi. Hắn sẽ bị con hổ yêu đó đánh chết rồi. Đừng có lo lắng, tiếp theo mới là lúc xem trò vui rồi. Ây do. Ngươi biết rõ là không thể nào làm ta bị thương. Sao ngươi cũng lãng phí khí lực gì? Ngươi đánh vợ ta, đánh quân địa của ta, còn đánh sống vợ của ta. Ta không đánh ngươi thì con được gọi cô là nam nhân không? Ấy, ai là vợ hắn chứ? Đổi lên tinh sống vật. Đàn tiểu thư, xin hãy thả ta xuống. Hai, không cần vội, chuyện này cứ để cho ta.
Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm thử chiêu thức và ná thủ của ta đây. Tam quân trảm tướng, chân danh sát chú. Đây. Chỉ cần sử dụng gì này thì tất cả người tên lịch làng viêm ở trong chu vi trăm dặm sẽ chịu độ tấn công vào ngực. Để ta xem, người tránh kiểu gì? Hả? Ban nãy mình chính bị cái chiêu này đánh cho trọng thương. Nếu như không có mật pháp bảo mệnh, ê là đã thua rồi. Làng viêm hắn... Ai, người đang nói cái gì thế? Đại biên thái không phải là cái tình làng viêm. Ta sẽ nhân lúc người khác gặp nghi mà đánh. Dỡ khỏi vết thương, đi rồi đến tìm ta, nhớ lấy. Ta là ánh sáng yêu tộc làng viêm. Hả? Xem ra tiết chiêu này của người đối với ta là vô dụng. Hay, ta bị tên đã lừa rồi, đã ghét. Đợi giải quyết xong người, ta chắc chắn sẽ cắn chết hắn. Lại muốn giết, giết ta tiếp nữa sao? Bằng xương thổ tức. Đây là sức mạnh của con rồng đó. Quả trứng rồng đó rất quan trọng với chủ nhân. Lần trước đưa cô ta chạy mất, xem ra cái tên này biết chỗ con rồng đó. Nhưng phải làm thế nào để bắt được hắn đây? Tà Nguyên, ta tới đây, đỡ lấy ta. Hả? Cái gì, tự dưng cô lại tới làm lộn cái gì thế? Với lại, chẳng phải cô biết bay sao? Đúng rồi ha. Trời. Đại tiểu thư à, cô rốt cuộc là muốn làm gì? À không có gì, chẳng qua chỉ là muốn giúp một tay thôi. Cái tên gọi là Tào Nguyên đó. Ấy, gọi tên ta làm cái gì? Hắn biết sử dụng tên thật để nghiền rủa đó.